Nhưng mà lâu lâu phải nói tiếng Kinh để cho bọn em hiểu với chứ. Con chẳng hiểu chị nói gì cả. Bảo là duân vào để cái nhau chọn. Kính ơi, em thử chọn xem có quần áo con trai chọn cho anh này với cả em hai anh em nhà bà cụ ấy. Em thử xem. Ừ, chọn cho hai anh ấy đi, chọn cho hai anh ấy một hai cái quần cái áo đi. Ừ. Tại vì anh ấy con trai anh ấy không chủ động mấy đâu. Ừ, phụ nữ người ta chọn thôi chứ đàn ông người ta tế nhị lắm. Yêu tiên hai anh ấy có cái nào cái quần cái áo nào đó đi. Em thử chọn nào. Đây anh đeo túi đấy, anh đeo túi ấy với cả cái anh người kia kìa. Rồi. Tại vì anh ấy đàn ông anh tế nhị lắm, anh cũng không muốn vào chọn đâu. Ờ, mấy máy. Đâu thấy cu cậu này có nào vừa không hả? Mẹ đâu? Chọn cho cu cậu thế nào? Hiện tại thì mình tập kết đồ tại nhà Kính với Hạnh cho nó dễ, bởi vì là nếu mà vào trong khu xóm mấy đường khó đi mọi người không thể vận chuyển được, nên là gọi mọi người đến đây thôi, gọi mọi người đến chọn luôn cho nó dễ. Nói chung là cũng rất là nhiều quần áo thoải mái để cho mọi người chọn. Và cũng thay mặt cho mọi người dân ở trong này gửi lời cảm ơn đến tất cả các cá nhân hảo tâm nhá, đã có tấm lòng gửi tặng những món đồ này đến đây. Và đây là niềm vui của mọi người khi nhận được đồ này. Cái áo đấy hơi bị ấm đấy. Ô, cái đấy còn đi chợ được, cái không phải đi xe. Anh được cái nào chưa? Hả, anh được cái nào chưa? Không lấy. Không lấy á? Để ở trong túi đi đã. À, tí nữa anh ấy về cho anh ôm luôn một thùng mì về đi nhỉ. Tí nữa mình vào đường khó sợ là còn không chở được ấy. Với lại cho anh kia vác một bao gạo nữa. Sợ không biết đường về đến nhà không? Nhưng mà lâu. Vâng. Bà này là vợ của ông đang cầm máy ảnh. Thế là cả hai em Bình Long à? Đâu, hai bạn này là một bạn ở chỗ gì nhờ? Em ở chỗ ngã ba đấy, là ngã ba gì đấy nhờ? Một bạn này là ở cúc đường, còn bạn này là ở trên ấy. Hai bạn đồng nghiệp của bạn này. Đấy, bạn này là phu nhân của bạn này. Đấy. Làm tiền gì? Ôi, nhưng mà chị Ngọc lâu lâu cũng phải chụp trộm em. Chị Ngọc ơi, lâu lâu phải chụp trộm một cái chứ. Lâu lâu phải chụp trộm trường đoàn cái chứ. Mì tôm cũng hôm nay có bạn Trần Sự cũng ủng hộ hai thùng à? Sự nhờ hai thùng đúng không? Với lại hôm trước mình mua 10 thùng với cả Nga một thùng nữa. Cũng khá khá. Mấy anh chị nhớ chị. Kính hỏi mọi người xem là có thấy vui không nè? Vui à?
Nếu vui thì còn thiếu thốn nó về kêu gọi tiếp là sau lại vào. Đang bảo các bạn những cái nào nó to quá thì cho anh chú anh Khải. Rồi rồi rồi. Hai người đấy thì không biết cái gì ấy. Đấy thì anh ấy bảo là cũng muốn dành riêng cho anh một chút đi. Với lại cái gì nhà anh La Văn Thắng à? Là con trai là La Văn Đinh với La Thị Thảo. Bố mẹ không ra đây à? Bảo rồi nhưng mà chưa thấy. Chưa thấy á? Mặt đây. À, nhưng mà cái đồ của mình. Cái dình riêng này tí nữa ấy. Ơi, hôm qua chị đã chọn ra rồi đúng không? Ra hết rồi còn đâu? Thế cái của mình đây, cái của mình. Đây một túi này của anh trai, túi của con gái. Ừ đây đây. Tí như thế là cũng tạm ổn rồi. Bây giờ chưa. Tí còn ấy thì mình cắt lọc đây. Thế là ở đây. Hai em đấy có thể mua đồ mới chẳng hạn. Tại vì thấy cô giáo nhắn tin nên là mình cái này thì nó là cho cái này cao ấm cho cái anh mà chân bị đau ấy. Ừ đấy. Nhưng mà chưa thấy, không thấy nó vào đây. Hôm anh ấy bảo là mặc một cao ấm mặc mấy năm ấy. Tí dùng riêng tí xong là anh em mình rồi. Nhưng cái đấy mình tính sau, mình cứ cho ra riêng đi. Nhà anh là ở bên gần bên này thôi đúng không? Vâng. Nãy mới gặp nhau đấy à? Thế là con của anh hôm nay có ở đây không? Có mà. Thế đang trong này à? Nói chung là bọn em hôm nay vào đây thấy dân mình ở đây đón nhận quà của bọn em là bọn em thấy vui lắm rồi, không có niềm vui nào bằng. Và sau những cái chương trình này thì có thể là lần sau mà mình còn thiếu thốn nhiều thứ nữa ấy, thì bọn em về bọn em lại tiếp tục liên hệ, có thể là mà nếu mà gần Tết thì có cơ hội nữa thì lại là vào đây một lần nữa. Vâng. Hoặc là có thể những cái xóm quanh đây còn có xóm nào nó cũng khó khăn không? Hay là có mỗi xóm mình thôi? Gần đây thì mình không tham khảo đây. Có hay đi ra huyện không? Có thỉnh thoảng thôi. Có việc gì mới ra thôi đúng không? Vâng. Ở trong này hầu như nhà nào cũng có xe máy rồi đúng không? Nói chung là có xe đi lại thôi. Cô chị Loan nhỉ, cái em bé mà hôm mà bảo là chồng lên rừng chơi một tí hôm nay có thấy nhỉ? Cái Xuyến à đúng không? Xuyến em Xuyến hôm nay không thấy xuất hiện. Bây giờ là mình nghề nghiệp không có gì nữa. Kính ơi, cái em Xuyến hôm nay không già. Đi rừng thì dạo này cũng là này thì bảo rồi nhưng mà chân quay tăng nó đi bộ đó. Thế à? Hay bảo là bảo Tí Bảo Hạnh xem có cái nào vừa chọn cho em hai ba cái với cái đều cho con em ở đây với nữa. Chồng em lên rừng chơi một tí. Thế nào bà được mấy cái rồi? Bà chọn được 2-3 cái. 2-3 cái mới được 2-3 cái thôi nhá. Thế bà có thấy vui không? Vui lắm. Vâng. Thấy mọi người đón nhận là bọn vâng, bọn cháu cũng thấy vui. Cho người ta còn cho áo cho tét như thế này thì vui lắm. Vâng vâng. Thế là nhà bà ở đoạn nào ạ? Bà ở trên này kia. Thế nhà mình có thiếu gạo thiếu cơm gì không bà? Nhà mình cũng đủ ăn. À cũng gọi là cũng đủ ăn ạ. Vâng. Không biết là ở đây có gia đình cô chú anh chị nào mà kiểu như là không có gạo ăn không ấy nhở? Tại vì bọn chúng cháu cũng có một ít gạo ở đây này. Có như là con hai đứa bé to lắm à? Hai bé to lắm à? À, nhưng mà cũng có người không có đâu đúng không? Có mà toàn đi làm ruộng khoe của người ta ăn thôi. Nếu mà làm của mình thì không đủ đâu. Vâng. Đâu bà mà thử ấm đấy bà, hơi bị đẹp ấy. Nhưng mà hơi chật đấy.
ở nhà khoác tạm được, nó nếu mà hôm nào lạnh quá ấy. Được, ngắn ngắn là được mà, cũng không cần dài lắm đâu. Đại hả? Cái này cái cũng không rõ lắm đâu. Mọi người đi ngon nhỉ? Cờ ở đâu nhỉ? Các thanh niên. Có một cờ ở ngoài kia chỗ sự hay sao ấy? Mang về đây cắm để được này. Để tí nữa tôi cắm vào xe của tôi một cái nhá. Cắm vào sao được anh? Mấy em mình có cảm nhận gì không? Đây đây là mình còn chưa được đi vào trong đấy, trong kia chưa thể cảm nhận được. Vui đây anh ạ. Vào đây bà cũng thấy vui đúng không? Bà con đón nhận cái phần quà. Cái lúc đầu ấy anh cũng rất là ngại về cái vấn đề này này, nhưng mà mình tìm hiểu qua thấy mọi người, tự nhiên hôm nay mang vào thấy mọi người cũng vui ấy. Nên là cũng nhiệt tình. Đúng rồi. Như thế này thì mình mới kiểu lại có thêm động lực lần sau, thì sau chuyến này về anh lại đi tìm hiểu những cái vùng đất khác nữa. Có thể nếu mà gần Tết có thời gian thì hội nhóm anh em mình liên hoan một bữa đi, để mình bàn bạc về cái chương trình tiếp theo đi. Đấy, mình bàn bạc với nhau thành một cái, rồi lâu nữa mình tưởng tổ chức một cái hội ở khu vực mình đi. Treo lên đây còn được em ạ, sư ạ. Cắm lên đây buộc vào lấy cái canh này cho nó ấy xuống là được. Anh buộc cái canh lên kìa. Ở đây. Mình đi này có cái cờ tổ quốc cho nó ấy. Em bé được mấy cái rồi? Chưa được cái nào à? Ô, để chọn từ nãy vẫn chưa thấy được cái nào ưng. Ướm thử cái đấy đẹp đấy, vài này hơi bị đẹp đấy. Cái váy này đẹp quá. Đúng rồi đấy. Mình ướm luôn, mình ướm thử xem là có vừa không rồi mình lấy luôn. Đấy có mặc thử đi. Đấy thử xem là có vừa không. Hay bác của cháu thư mà. Để mẹ yêu không luôn. Mẹ yêu không luôn à. Vừa đấy. Ôi xinh quá. Đấy, vừa đấy. Quay chú xem nào, quay để chú xem nào. Ôi dồi ôi, đẹp quá. Ôi xinh quá. Diện luôn con ạ, diện luôn. Mặc luôn, mặc luôn, mặc luôn, mặc luôn. Đại ca Giang này cứ đi vào giữa thôi. Khá. Đồng chí này đi vào giữa mình thôi. Người thôi. Mày có mang đồ mà con có thấy thích không? Dạ. Nhưng mà chọn được mấy cái rồi. Đây là mẹ, chị là mẹ em bé đây à đúng không? Thật thật nhưng mà chị sao chị không chọn đi? Chọn hết rồi thì mình tí mình chọn sau. Thì mình chọn sau. Chọn trước này lớp mấy? Con học lớp 4 à? Thế ở nhà con thường thường con làm gì? Con làm những việc gì? Giúp mẹ làm đấy. À, cũng nấu cơm rồi đúng không? Thế là giỏi đấy. Có phải nắm cơm đi học không? À, thế là con đi bộ từ sáng con nắm cơm đi học. Con có thấy mệt không? Mà cố gắng nhá. Các cô còn đi tận ngoài kia vào đây dạy mình thì mình cố gắng đi học nhá. Hôm nay con chọn được mấy cái áo không? Con không nhớ à?
Nhưng mà liệu Hạnh ơi, sau chuyến này thì còn đi gom không? Có chứ. Vẫn gom đúng không? Vậy. Thế có cần bọn anh giúp đỡ nhiều nữa không? Cùng giao nhá, bởi vì là anh muốn kiểu như là mình sẽ tạo dựng một cái hội nhóm nó sẽ lớn hơn. Nhưng mà ở trong này thì anh nghĩ là anh sẽ cần sự giúp đỡ của vợ chồng em nhiều hơn nữa đấy. Tại vì ở trong này thì anh cũng chỉ quen có vợ chồng em thôi nên là cũng rất là khó. Cố gắng nhá. Thấy như này thấy vui. Thật vui thực sự luôn đấy. Vừa không, vừa không, thử nào, xem có vừa không. Đi giày thử cho bác xem. Cho nè. Đâu thọ. Nào, đi thử giày nha. Đi, vừa in luôn nhở. Vừa không chị? Vừa chứ. Đây là đi hơn 1 giờ ở tầm khuế đó. Ôi số ơi, chuẩn xinh luôn. Vừa đẹp đấy. Chào đấy, chào cô. Ôi ấm thế nhở. Vừa mắm sáo thì nó ít muối lắm. Anh mang rồi, mang rồi. Sai 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 sai. Con của nhà nào đây? Con nhà mẹ. Con nhà mẹ này à? Thế mẹ đã chọn được cho em cái áo nào chưa? Không, chọn rồi đấy. Ừ, chọn rồi. Nè, thế cho mẹ được cái nào chưa đã? Mẹ đang chọn được cái mẹ này. Được được. Cái này cũng được này, cái áo đen này được mà. Cái váy này xinh đấy. Người chị mặc được. Mang về mặc đi, mang về mặc đi chợ nhé. Thế bình thường ở đây thì chị đi làm gì? Ở công việc ở trong này đấy. Làm bái làm ngô là cái gì? Làm than à? Không, cái vấn đề đấy hôm trước thì em cũng tìm hiểu rồi nên là em cũng thấy mọi người vất vả quá. Cũng vất vả quá. Than ở đây bán được bao nhiêu tiền một cân? 15.000. 5.000. Rẻ quá nhỉ? Rẻ. Than quá luôn. Mày cái mình mua bao nhiêu than?